Hôm nay mình sẽ lấy một ống lươn xem thử có hay không. Đấy, mình thả đây các bạn này. Đấy, các bạn ở chỗ nào mà có cái ao như thế này là các bạn thả cho mình. Đấy, bèo rất là nhiều. Thử xem nhá, có không nhá. Hy vọng là sẽ có. Ê, các bạn thấy không? Ôi giời, không có rồi. Không có rồi. Các bạn thấy không? Có nhưng mà nhỏ các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, lươn đấy, các bạn thấy không? Đổ xem ra cho các bạn xem luôn. Đấy, đấy là mình thả một đống luôn các bạn ạ. Đấy. Đây nhá, từ từ nhá. Ôi, hai con nhỏ. Hay quá. Vâng, mình về cái các bạn. Mình đứng thả nhiều mà.